mục Âm sắc Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 11 năm 2003 tại Paris, tổ chức UNESCO đã công bố Nhà nhạc Triều Nguyễn là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Điều này không đơn giản chỉ là sự thừa nhận giá trị của một di sản phi vật thể, mà đòi hỏi quốc gia có di sản ấy phải cam kết thực hiện các kế hoạch nhằm phát huy và bảo vệ kiệt tác đã được ghi vào danh mục. Hơn một thập niên qua, Thừa Thiên Huế đã nỗ lực hết mình trong việc bảo vệ, gìn giữ và giới thiệu giá trị của nhà nhạc đến với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chương trình Âm sắc cung đình trong Festival Huế 2016 đã thực sự đưa đến cho người xem những hiểu biết và kiến thức về âm nhạc cung đình Huế. Để bảo tồn những cái di sản văn hóa, nhất là trong các bài bản nhà nhạc cung đình cũng như là hệ thống múa cung đình, thì ở đây là trước hết là muốn lưu trữ để khôi phục lại những cái bài bản đã mất, cũng như trong các cái bài bản nghệ thuật múa cũng như nhà nhạc cũng đã thất truyền lâu nay, truyền đạt lại cho cái thế hệ mai sau để biết giữ gìn những cái vốn quý mà của cha ông để lại cho chúng ta. Đó là cũng một phần khi khôi phục lại để lưu trữ và biểu diễn của các cái công tác đối ngoại cũng như phục vụ khách du lịch đến về Huế, để họ phần nào hiểu thêm về cái vốn đời sống văn hóa tinh thần của người Huế. Âm nhạc cung đình Huế bắt đầu phát triển từ thế kỷ 17 dưới thời các chúa Nguyễn khi vào đình đô ở Đàng Trong. Đây là một hệ thống âm nhạc được kế thừa từ các triều đại trước. Trải qua nhiều biến cố, những giá trị mang tính bản sắc ấy vẫn được ghi chép, gìn giữ bởi các văn nhân, nghệ sĩ chốn hoàng tộc. Nói đến người có công gìn giữ và bảo tồn âm nhạc cung đình Huế, đầu tiên phải kể đến Đức Từ Cung, mẹ vua Bảo Đại, vợ vua Khải Định. Sau năm 1945, khi Việt Nam không còn chế độ quân chủ, không gian biểu diễn và chức năng của âm nhạc cung đình cũng bị thu hẹp. Khoảng năm 1947 đến năm 1948, Đức Bà đã tập hợp một số nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên múa thành lập đội Ba Vũ và bảo trợ cho đoàn hoạt động. Nhờ thế, mạch nguồn của âm nhạc cung đình không bị đứt quãng. Nói đến âm nhạc cung đình Huế, không thể không nhắc đến một di tích có liên quan, đó là nhạc cổ Từ, nơi thờ Từ, tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân đã khai sáng, truyền bá và phát triển bộ môn nhà nhạc và ca Huế. Năm 1966, chính Đức Bà Từ Cung đồng ý cho Hội Ái Hữu Cổ Nhạc Miền Trung xây dựng từ đường này. Mà nay, ở địa chỉ số 5 kiệt 127 đường Nguyễn Trãi, thành phố Huế, do Hội Ca Nhạc Truyền Thống Huế quản lý. Ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm được chọn là ngày giỗ tổ âm nhạc truyền thống Huế. Các nghệ nhân nghệ sĩ dù đi làm ăn nơi phương xa cũng nhớ cái ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm để về cùng dân nén hương để tưởng nhớ, bởi vì chính thì có cái nơi đó để ôm cổ trí tân để nhớ lại những cái ngày mà được học nhạc và được bây giờ để ram sinh hoạt với đời để phát huy cái giá trị vốn cổ truyền của âm nhạc truyền thống Huế. Là sự kể từ âm nhạc cung đình của các triều đại trước, nhưng phải đến thời kỳ nhà Nguyễn, âm nhạc cung đình mới phát triển rực rỡ và đạt đến trình độ nghệ thuật cao. Triều Nguyễn cũng đã đưa âm nhạc cung đình vào những định chế nghiêm khắc. Đó là sự phân biệt rõ ràng giữa nhạc lễ nghi thờ cúng và nhạc lễ nghi triều đình, múa cung đình, ca nhạc thỉnh phòng và kịch hát, hay còn gọi là tuồng cung đình. Chỉ riêng âm nhạc dùng trong nghi lễ thờ cúng
đã có những quy định chặt chẽ. Giao nhạc dùng trong lễ tế giao, miễu nhạc dùng trong các lễ tế miếu, ngũ từ nhạc dùng trong các cuộc tế lễ thần nông, thần hoàng, xã tắc. Trong những dịp quốc lễ hoặc đón tiếp sử thần các nước, có đài triều nhạc. Quy định sử dụng âm nhạc cung đình còn cụ thể đến thường triều nhạc dùng trong lễ thường triều. Yến nhạc dùng trong các cuộc yến tiệc lớn trong cung đình, cung nhạc, phục vụ trong nội cung. Giàn đại nhạc được xem là giàn nhạc quan trọng trong hệ thống nhạc lễ cung đình Huế, được diễn tấu dưới các hình thức quan trọng trong các buổi tế như tế nam giao, tế miếu. Đây là giàn nhạc có âm lượng lớn, chủ yếu là giàn trống và kèn, kèm theo các nhạc cụ gõ và hơi như bồng, nạo bạc, mõ sừng trâu, trống cơm, kèn bầu, kèn lở và trong một số trường hợp là đàn nhị. So với đại nhạc, giàn tiểu nhạc có bài bản âm hưởng tương đối nhẹ nhàng, mang màu sắc trang nhã vui tươi, thường được dùng trong các buổi yến tiệc của triều đình, trong các lễ đại khánh, dịp Tết Nguyên Đán. Nhiều bài bản tiểu nhạc còn có lời ca. Nhạc khí của tiểu nhạc bao gồm trống bảng, nạo bạc, mõ sừng trâu, phách tiền, tam âm la, trống chiếng, sáo, đàn tam, đàn nhị, tỳ bà và đàn nguyệt. Trong tất cả các bài bản trình diễn, người diễn viên phải hết sức tập trung để theo kịp và phối hợp nhịp nhàng với dàn nhạc và diễn viên khác khi tiến hành nghi lễ. Song hành cùng âm nhạc trong các lễ nghi cung đình là các điệu múa. Tuy nhiên, những vũ khúc cung đình cổ đã bị thất truyền rất nhiều. Đến đời Nguyễn chỉ còn lại 13 vũ khúc với lời hát hoàn toàn bằng chữ Hán. Sử dụng trong tế lễ có bạc giật văn, bạc giật võ, múa bài bông, kể lại câu chuyện Tam Quốc và Tây Du Ký. Sử dụng trong chúc tùng có lục củng hoa đăng, lục triệt hoa mã đăng, tam tinh chúc thọ, bạc tiên hiển thọ, song quang, tử linh. Vũ phiến hay còn gọi là múa quạt, long hổ hội, trình tường tập khánh, nữ tướng xuất quân. Cái nội dung mà múa chúc tùng thì nó sẽ có những cái cách diễn xuất nó khác hơn về trong múa tế lễ. Ví dụ như trong múa tế lễ thì phong cách của nó nghiêm trang hơn. Vì về phần cúng mà, cho nên chúng ta biểu diễn với phong cách diễn viên và nghiêm trang, khuôn mặt thì nghiêm và bộ tịch thì múa chậm,
mà về vũ đạo thì múa chậm và nói chung là dứt khoát. Còn bên phong cách mà múa trúc tùng á, thì khuôn mặt không phải là cười giống như múa dân gian để thể hiện những khuôn mặt tươi trẻ, nhưng mà mặt khuôn mặt thì tươi và bộ tịch nó được liên hoàn. Về vũ đạo nó được liên hoàn hòa quyện theo với những cái nội dung mà trong cái lời hát. Các vũ khúc này được trình diễn vào những ngày lễ mừng thọ của các vị trong hoàng tộc. Ngoài những lễ kể trên, múa cung đình còn được biểu diễn vào các ngày lễ như Hưng Quốc Khánh Niệm, Tết Nguyên Đán, lễ kết hôn của hoàng tử hoặc công chúa và các dịp tiếp đại sứ thần ngoại quốc. Trải qua thời gian, chính hơi thở của đời sống văn hóa nghệ thuật đã từng ngày thổi vào loại hình này những sắc thái mới của cuộc sống để đưa nó trở thành một loại hình nghệ thuật đặc sắc nơi chốn cung vua phủ chúa. Có thể nói, múa cung đình Huế là một bước chuyển tiếp của múa cung đình các triều đại trước đó để đi tới sự hoàn thiện. Lời nào là bộ đó, cho nên người nghệ sĩ biểu diễn trong nghệ thuật cung đình thì trước hết tập múa thì phải tập hát, vì gọi là múa hát cung đình, vừa hát và vừa múa. Đa số những cái bài hát cung đình chủ yếu là điều có lời, cho nên người nghệ sĩ khi vào học nghệ thuật múa cung đình thì phải học hát trước, sau đó mới đến học phần vũ đạo để mà nó được liên hoàn, nằm trong một chỉnh thể hài hòa giữa âm nhạc, lời ca và vũ đạo. Âm nhạc cung đình Huế không chỉ giới thiệu ở việc phục vụ các nghi lễ mà đây còn được xem là một phương tiện giao tiếp và thể hiện lòng tôn kính đối với thần linh và các vua chúa thời phong kiến, cũng như truyền tải được những tư tưởng triết lý của người Việt Nam. Trong những nỗ lực gìn giữ và bảo tồn giá trị của di sản phi vật thể thế giới, nhà nhạc Triều Nguyễn Huế nhận được sự quan tâm của cả nước, sự đầu tư kinh phí từ trung ương và chính quyền địa phương. Đây là động lực quan trọng để những người làm công tác văn hóa nghệ thuật dành hết tâm huyết của mình cho âm nhạc cung đình Huế. Đặc biệt, ghi nhận sự hết mình của những nhạc công duy nhất còn sống đã lao động cật lực với mong muốn truyền lại những giá trị chân xác nhất của nhà nhạc. Vào những năm 90, nhà nhạc bước vào giai đoạn phục hưng mạnh mẽ và liên tục được tham dự những liên hoan âm nhạc quốc tế. Âm nhạc cung đình Huế đã bước ra thế giới với sự tự tin sánh vai với các nước trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, trải qua lịch sử hình thành và phát triển trong sự kế thừa và sáng tạo, âm nhạc cung đình Huế đã có một vị trí quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Những hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình này là việc làm thiết thực để giữ gìn nét bản sắc riêng của vùng đất Huế, cổ đô của Việt Nam. Chương trình Âm sắc Huế kỳ này đến đây là kết thúc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.